À, xin chào các bạn, Sang xin tự giới thiệu mình là Sang Trầm. Hôm nay Sang rất vui được quay lại với các bạn trong cái video này. Các bạn có từng nghĩ là nếu các bạn kinh doanh một cái dòng sản phẩm nào đó mà nó vừa mang lại cái lợi ích tốt nhất cho họ và vừa mang lại sức khỏe thực sự vô cùng hài lòng không ạ? Thì Sang hy vọng bất kỳ một cái bạn nào kinh doanh bất cứ dòng sản phẩm nào thì cũng nên đặt cái lợi ích của người sử dụng lên đầu tiên, để họ sẽ có một cái niềm tin vào cái sản phẩm, có một cái niềm tin vào cái dịch vụ mà bạn đã cung cấp cho họ, nó sẽ mang được cái kết quả tốt nhất. Thì thị trường kinh doanh hiện nay nói chung là đa phần đều rất là phức tạp, mỗi người sẽ có mỗi cái nhu cầu kinh doanh riêng. Tuy nhiên thì hy vọng tất cả những các bạn xem video này, khi mà kinh doanh một cái dòng sản phẩm nào đó, hãy nhớ sản phẩm đó còn phải thiệt sự nó về chất lượng và an toàn, để người tiêu dùng là an tâm nhất. Thì các bạn có biết không, Sanh kinh doanh một cái dòng sản phẩm gọi là Đông Y Trị Liệu Kudo. Ở đây là cái dòng sản phẩm thực sự Sanh tin tưởng vô cùng. Các bạn biết vì sao không? Tại vì nó là một cái dòng sản phẩm gọi là thiên nhiên 100%. Tuy nhiên có những không phải là những cái dòng không phải là những cái dòng sản phẩm không phải thiên nhiên thì nó không an toàn, mà thực sự thì mình mong muốn là nói chung những sản phẩm nào gọi là an toàn và chất lượng thì mình hãy nên đặt lên hàng đầu khi mà khách họ sử dụng. Thì khi sinh trên dòng sản phẩm này, sinh cũng đặt cái tiêu chí đó lên đầu tiên, và chính bản thân sinh là người áp dụng đầu tiên, để cho cái kết quả tốt thì sinh mới thực sự sinh mới hài lòng và sinh mới quyết tâm kinh doanh. Cho nên khi mà bắt đầu sinh kinh doanh cái dòng sản phẩm gọi là Đông Y Trị Liệu Cô Đô, nó hoàn toàn từ thảo mộc đông y, từ các cái bài thuốc gọi là các cái bài thuốc nam đặc trị, những người nào gọi là vấn đề gọi là nội tiết tố của phụ nữ. Cho nên mình là phụ nữ thì dĩ nhiên mình mong muốn làm sao thì cái gì gọi là tốt nhất cho phụ nữ mình thì mình mong muốn những chị em khác cũng sẽ có được cái mà mình đã nhận được, để hy vọng mà sẽ trao đi một cái phần nào đó gọi là một cái niềm vui nào đó để cho các cái chị em khác sẽ giống được như mình. Cho nên khi mà Sanh bắt đầu sử dụng cái sản phẩm này, thực sự Sanh rất là hài lòng về cái vấn đề gọi là niềm vui tốt phụ nữ, nó vô cùng là gọi là thay đổi hoàn toàn. Ngoài ra thì Sanh từng bị nám nữa, và cái dòng sản phẩm này gọi là đặc trị nám ba tàn nhang, cho nên Sanh là kết hợp theo cái liệu trình trị đã khi là Sanh trị mới tầm 1 đến 2 liệu trình thôi, kết quả chưa nó mang lại hiệu quả cao. Về cam kết từ 4 liệu trình nó sẽ có kết quả tốt nhất. Các bạn biết rồi, nám ba tàn nhang không có dễ trị, mình phải cần phải có thời gian, cần có cái độ kiên trì, cần có cái độ chăm sóc, và cần có sự quyết tâm cao thì nó mới đạt lại cái hiệu quả cao nhất. Ở đây Sanh muốn nói về vấn đề sức khỏe, thực sự đây là cái sản phẩm về nội tiết tố phụ nữ cực kỳ tốt luôn. Có thể các bạn nghĩ là dĩ nhiên người bán hàng thì sẽ nói rất là tốt về sản phẩm đó, để cho người khác họ sẽ thấy thích và thấy nhưng mà không, tôi nghĩ ở đây mình đã là phụ nữ với nhau thì cái việc mà mình trao đổi thẳng thắn các cái vấn đề về sức khỏe phụ nữ thì mình không thể nào gọi là nói sai được. Các bạn biết rồi, một cái sản phẩm gọi là đông y để uống vào cơ thể thì nó có cái lợi ích như thế nào và cái tác hại như thế nào, mình không thể đưa một cái sức khỏe, một cái tính mạng con người mà ra mình đặt cược vào cái đồng tiền được. Cho nên để mà kinh doanh cái dòng sản phẩm này, Sanh phải là người thực hiện đầu tiên, phải là người sử dụng đầu tiên, cảm nhận cái độ tốt của nó thì Sanh mới có thể là lan tỏa cái giá trị mà mình mong muốn đưa lại đi tất cả với các cái chị em khác. Cho nên trong cái video này, Sanh hy vọng những chị em mà có cái nhìn không thiện cảm về vấn đề gọi là nguyên uống đông y hoặc là về cái sản phẩm mà Sanh đang kinh doanh gọi là Đông Y Trị Liệu Cô Đô thì sẽ có cái nhìn khác ở bản thân của mỗi người, làm sao để mong muốn mang lại một cái giá trị tốt nhất thì các bạn có thể là đồng lòng cũng như là trao niềm tin, thì Sanh hy vọng mình có thể sẽ hợp tác. Hoặc là có vấn đề về ví dụ như sức khỏe nội tiết tố phụ nữ hay rối loạn kinh nguyệt hoặc là hay đau đầu hay bị đau bụng kinh hoặc là muốn chị nám càng nhanh càng gấp thì cứ liên hệ Sanh. Sanh hy vọng sẽ mang lại cái lợi ích cũng như là cái hiệu quả cao nhất cho các chị em qua video này.
Các bạn hãy cứ comment dưới video cũng như liên hệ cho Sanh theo số điện thoại 0908 728 436 thì Sanh sẽ liên hệ cho bạn và tư vấn cụ thể nhất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Sanh. Xin chào các bạn.